Chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip của Hùng Huyền Đông Anh. Vâng, quý vị và các bạn đã thưởng thức chất âm rất ngọt ngào, rất sinh động của cặp loa Bose 601 Series 2. Model này đang có tại Hùng Huyền Đông Anh. Và những mặt hàng, và đặc biệt là cặp loa 601 Series 2 này đang có tại Hùng Huyền Đông Anh là một cặp loa rất đẹp. 601 Series 2 đã được tuyển chọn cách kỹ càng. Từ tuyến loa, các bác nhìn kỹ tuyến loa cho tôi ạ. Tuyến loa rất đẹp, đẹp đều, màu sắc vẫn sáng lung linh như mới. Tuyến loa, thùng loa vuông thành sắc cạnh. Vâng, đặc biệt là bên trong phân tần của loa cũng vậy, nguyên zin và còn rất đẹp. Cặp loa Bose 601 Series 2 các bác có thể vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke gia đình rất hay. Nó là một trong những cặp loa 2 trong 1 rất nổi tiếng, nghe hay, bày đẹp và hát karaoke rất ngọt ngào, rất sinh động. Cặp loa này đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 34.500.000 đồng các bác nhé. 34.500.000 đồng. Vâng, Hùng Huyền Đông Anh luôn luôn mong muốn mang đến cho khách hàng tiếp cận cũng như sở hữu những sản phẩm zin xịn và đẹp. Nếu có nhu cầu, xin mời quý vị và các bạn hãy liên hệ qua số điện thoại 0984 285 477, hoặc quý vị và các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp tại Trung tâm Thiết bị Âm thanh Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Đặc biệt tại Hùng Huyền Đông Anh có bán trả góp cũng như ship hàng trên toàn quốc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ Hùng Huyền Đông Anh. Đặc biệt Hùng Huyền Đông Anh rất cảm ơn những quý vị và các bạn đã sử dụng những sản phẩm cao cấp từ Trung tâm Thiết bị Âm thanh Hùng Huyền Đông Anh. Tóc còn ngắn ngắn chưa đầy bụi, ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím.